Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Làm thế nào để giúp cho hoa lan luôn phát triển được rất nhiều nụ hoa, hoa giữ trên cành được lâu hơn, từ 5 đến 6 tháng? Có rất nhiều nụ hoa mọc trên cùng một cành hoặc các loài hoa lan khác đua nhau nở rộ. Hôm nay tôi chia sẻ một cách làm rất dễ để hoa lan mau phát triển được xanh tươi tốt, và những bông hoa này sẽ nở rộ đẹp rực rỡ quanh năm. Tưới nước cho cây 10 ngày một lần. Sau đó dùng nước để tưới phun sương giữ ẩm cho lá. Và hãy để như thế này trong 15 phút. Sau đó lấy ra. Các bạn hãy sử dụng 8 tép tỏi. Chúng ta hãy cắt nhỏ ra. Cho vào 2 lít nước. Các bạn sử dụng thêm mật ong. Chúng ta dùng 2 thìa nhỏ. Các bạn sẽ để ở nơi mát trong một ngày. Sau một ngày, các bạn hãy lọc lấy nước này. Và các bạn hãy sử dụng nước này hãy làm sạch các chiếc lá, giúp cho lá không bị các loại côn trùng như là bọ trĩ, riệp sáp, nhện đỏ, sẽ giúp cho những chiếc lá lan luôn được khỏe mạnh, xanh tốt và cứng cáp hơn. Các bạn có thể áp dụng cách làm này mỗi tháng một lần cho những cây hoa lan phát triển hơn. Sau đó hãy tưới vào gốc của cây, giúp cây cân bằng pH rất tốt, điều hòa sinh trưởng.
và các bạn cho nước này vào bình phun để tưới phun xương cho cây. Và chúng ta sẽ phun trực tiếp lên những chiếc lá này, sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn và thúc đẩy quá trình sinh trưởng của cây được dễ dàng hơn. Rễ sẽ phát triển được rất nhanh, cây luôn xanh tốt và những cành hoa sẽ được rất nhiều. Và điều này rất có lợi để các bạn chăm sóc các loài hoa lan khác luôn có rất nhiều nụ hoa. Chúng ta sẽ phun trực tiếp lên lá, giúp cho lá luôn được khỏe mạnh và cây nhỏ từ gốc sẽ được phát triển nhanh hơn. Các bạn không được sử dụng nước này để phun trực tiếp vào những bông hoa. Và các bạn hãy để những chậu hoa lan trong nước này trong 30 phút. Và 2 năm một lần, các bạn hãy thay chậu cho cây. Vì chất trồng cũ không còn đủ dinh dưỡng để giúp cho cây phát triển được tốt hơn, cắt bỏ những rễ hư. Và những cành khô. Sau đó hãy sử dụng nước này các bạn lau các chiếc lá. Trong tỏi có tính kháng khuẩn khử trùng và trong mật ong có chứa đường, sẽ giúp cho quá trình vận chuyển nước được nhanh hơn. Những cây hoa lan sẽ bị héo rũ như thế này, phục hồi được nhanh và phát triển được khỏe mạnh. Các bạn cho nước này vào. Chúng ta sẽ ngâm rễ của hoa lan trong thời gian 30 phút, giúp cho rễ mới sẽ phát triển được nhanh hơn. Sau đó các bạn sẽ lấy các chậu hoa lan ra. Và chúng ta cần phải đặt những cây hoa lan này ở nơi có ánh sáng để giúp cho cây quang hợp được tốt hơn. Cây sẽ luôn khỏe mạnh và những cành hoa sẽ phát triển được nhanh hơn. Sau đó các bạn lấy cây hoa lan này ra và chúng ta sẽ trồng lại cây. Tưới nước vừa đủ ẩm. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.